Xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nhá. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì em quay trở lại với các cô chú anh chị em với cái đề tài về cái con chó Sù Bắc Hà. Đấy, hôm nay thì em sẽ giải quyết cho các cô chú anh chị em một cái vấn đề và thắc mắc ở mọi người. Thì nhiều anh em cũng hỏi em và cũng muốn tư vấn bảo là Tú ơi, bây giờ hướng nào cho cái con chó Sù Bắc Hà để nó phát triển, và cái hướng nào để cho chúng ta chơi và nuôi chó Sù Bắc Hà ở hộ kinh doanh gia đình mà chúng ta bền vững được. Cái câu hỏi này thì không những rất nhiều các cô chú anh chị em hỏi, mà đây là một cái vấn đề khúc mắc trong một cái thời gian không gian về cái kinh tế nó khó khăn và nó ngột ngạt như thế này. Thì thực sự nếu mà nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và nền kinh tế của thế giới nói chung nó không có kích cầu, nó không có đòn bẩy, và nói riêng ở Việt Nam đi, nếu không có sự kích cầu và đòn bẩy thêm nữa của chính sách nhà nước hoặc những cái dự án đầu tư hoặc là những cái quỹ đất để chúng ta kích cầu, thì thật sự là những cái đồng vốn nó rất là khó. Tại vì cái thú chơi đam mê như hoa lan này, cây cảnh này, thú chơi chim muông gà chó này thì nó cần phải có những cái sự phát triển đồng hành cùng với cái nền kinh tế. Tại vì sao? Khi mà một cá nhân bản thân hay một nói riêng là cá nhân bản thân, khi mà một cá nhân bản thân chúng ta có cái sự tiến bộ vượt bậc và thu nhập vượt bậc ở trong cái môi trường kinh tế xã hội, thì chúng ta mới có những cái đồng tiền, có những cái đồng vốn và có những cái kinh tế để chúng ta phát triển cái đam mê của mình. Chứ còn nếu mà riêng như là ở cá nhân bản thân em chia sẻ với mọi người cũng thế thôi, nếu em không làm kinh tế giỏi, nếu em không kiếm tiền giỏi, em sẽ không bao giờ nghĩ đến được cái việc đam mê của cái cá nhân bản thân của em để chơi, để đầu tư những cái con chó Sù Bắc Hà như thế này, để đầu tư những cái trang trại như thế này, và đầu tư những cái con chim, rồi đầu tư những cái cây lan, và đầu tư những cái AV lớn ở gia đình để chơi. Thì thực sự đây là một cái việc rất là khó khăn nhé. Nhiều người bảo là ôi bán chó hay là bán gà, bán vịt hay bán sầu riêng hay là bán cái lọ cái kia thì mày đã giàu rồi. Thì nói thẳng với mọi người ấy, là cái thú chơi đam mê nào nó có cái tuyệt đỉnh của nó, và cái thú chơi đam mê nào nó phải có cái giới chơi của nó. Thì chúng ta bỏ nhiều công sức, nhiều thời gian, nhiều tiền bạc để chúng ta làm thì chúng ta sẽ có cái kết quả. Nhưng cái kết quả đó nó sẽ không bao giờ thuận lợi và không bao giờ bền bỉ mãi mãi được. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái con vật như là cái con chó này thì nó phát triển từng ngày và nó cũng thoái hóa từng ngày, chứ nó không bao giờ được ổn định ở một mức độ gọi là vĩnh cửu cả. Đấy, cho nên là mọi người phải hiểu là chơi chó của những cái thời năm 2013 đến những năm 2018 nó sẽ khác với những cái thời từ năm 2019 cho đến tận bây giờ là năm 2024. Đấy, thì nó hoàn toàn là khác nhau hết. Nó có sự biến đổi, nó có sự phát triển, nó có sự thịnh vượng và nó có sự thoái trào và suy thái đến cạn kiệt. Đấy, thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta luôn luôn phải đưa cái màu sắc văn hóa của cái cá nhân bản thân, cái tính cách của mình vào cái sản phẩm. Luôn luôn phải đòi hỏi sản phẩm nó phải chất lượng, luôn luôn phải đòi hỏi cái sản phẩm nó phải hoàn hảo, nó phải có quy trình, nó phải có cái nọ, nó phải có cái kia. Càng khắt khe với sản phẩm thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường những cái con giống tốt và những cái sản phẩm tốt, chất lượng tốt. Thì các cô chú anh chị em phải hiểu với em, phải hiểu cùng em như này này. Tại sao mọi người thắc mắc, mọi người bảo sao Tú bán những cái con chó con, sao Tú bán những cái con chó nhỡ, nó giá cả nó như thế, mà sao Tú không bán luôn những con chó to đi? Thì thực sự mọi người hỏi ấy, thì có người hỏi người ta không biết, nhưng có người hỏi là ở một cái ý định người ta rất là mỉa mai em, và người ta rất là có cái ý xấu chứ người ta không có cái ý tốt. Thì nói với các cô chú anh chị em đây này, bán những cái con to cũng được thôi, nhưng mọi người thời điểm hiện tại, mọi người có dám bỏ ra một cái số tiền lớn để mọi người mua những cái con to của em không? Đấy, đấy là cái điều thứ nhất. Thứ hai là bán cho các cô chú anh chị em con nhỏ mà mọi người đừng có nhìn để so sánh con to thì mọi người sẽ mua được. Còn mọi người mà cứ bảo ôi dồi ôi, thằng này bán cho mình cái con chó nhỏ mà sao nó lại chả bán cho con chó to, chắc con chó nhỏ nó đều lắm. Không phải đâu nha các cô chú anh chị em. Đã mang tiếng là một cái trại, mà trại của em ấy thì không phải bảo là lớn nhất, lớn nhì ở cái khu vực miền Nam này, mà em khẳng định với các cô chú anh chị em
em không có nhất nhì gì cả, nhưng trong cái khu vực của em và xung quanh cái khu vực lân cận của em không có một cái trại chó nào to bằng cái trại chó của em, kể cả về không gian chuồng trại, kể cả về cái không gian chạy nhảy của nó. Đấy, thì các cô chú anh chị em cũng phải hiểu cái điều này. Thì đã mang tiếng là như thế rồi, và mọi người, những cái con của em cũng đã có tên tuổi rồi, và những nó cũng đã khẳng định rồi, bán cho các cô chú anh chị em nó cũng đã khẳng định được nhiều những cái vấn đề cần thiết. Thứ nhất là kiểu gen, thứ hai là ngoại hình, và thứ ba là cái tố chất của nó, là cũng đã khẳng định rồi. Không được khẳng định 100% các cô chú anh chị em mua, nhưng ít nhất nó phải rơi vào khoảng tầm 80% đến 90% trở lên. Đấy, đấy là cái độ trừ hào của em. Tại vì làm dâu trong họ là khó đó. Làm ra sản phẩm bán cho các cô chú anh chị em, ai yêu thì không sao. Đấy, người ta ai mà ghét ấy, thì người ta dìm mình xuống tận đáy. Đấy. Cho nên là luôn luôn ở một cái mức độ gọi là chia sẻ, thông cảm và tìm tòi để phát triển. Đấy, chứ không thể nào mà thế. Còn mọi người đừng có nghĩ là bán con nhỏ là nó thế nọ thế kia. Ai cũng phải chơi từ con nhỏ trở lên. Ai có tiền thì mua con, không có tiền mua con nhỏ. Ai có chung tiền thì mua con nhỡ. Ai có tiền thì mọi người đánh thẳng con to cho em. Đấy, còn đó là còn tùy thuộc vào cái nền kinh tế của cá nhân bản thân của mình và cái cách chơi của mình nó như thế nào. Đấy, còn con chó Bắc Hà thì ngoại hình của nó em đã bảo hành về giống là chọn đời rồi. Đấy, bảo hành về giống và chọn đời, bảo hành về sức khỏe là bảo hành hẳn một tháng. Trên đất nước Việt Nam này, kể cả từ chó cảnh cho đến chó bản địa Việt Nam, chưa có anh em nào bảo hành sức khỏe một tháng. Em khẳng định với các cô chú anh chị em là như thế. Đấy, còn các cô chú anh chị em tìm chỗ nào mọi người cứ báo em để em tăng lên cái số lượng cho các cô chú anh chị em bảo hành cho nó chuẩn chỉnh. Chứ em thật mọi người bảo hành 15 ngày là đã ốm yểu ra rồi. Tại vì về các cô chú anh chị em, ngoài những cái loại bệnh kia thì mọi người sẽ có vô vàn những cái thứ nó khó khăn ở xung quanh khi mà mọi người chưa chuyên nuôi chó. Mọi người đừng có tưởng nuôi chó nó dễ. Đấy, nhiều người ấy bây giờ là không liên tưởng mà không ví về cái con chó ấy. Bây giờ liên tưởng và ví dụ về cái con heo cho các cô chú anh chị em hiểu. Rất nhiều người nuôi được heo. Đấy, nhưng mà rất nhiều người chuẩn bị nuôi heo thì lại nói những cái người đi trước là nuôi heo là dễ. Nhưng không phải đâu. Con heo ấy không phải là cái con dễ nuôi đâu nha. Con gì vập vào rồi mình mới biết nó là có cái khó nọ, nó là có cái khó kia, chứ không phải là dễ ăn của ngoại như thế đâu. Cuộc đời và cuộc sống này nó ông trời ông luôn luôn sắp xếp và xen kẽ nhau hết. Không có ngành nào dễ và chẳng có ngành nào khó cả. Nhưng nó phải ở một cái mức độ gọi là đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra thì chúng ta mới có kinh nghiệm, chúng ta mới có thành công được. Chứ không thể nào anh đánh giá người ta nói, ôi ông nuôi được tôi nuôi được. Không có đâu, xin lỗi đi. Có khi xóa sổ hết cả một trại là có. Em nói với các cô chú anh chị em, chia sẻ với mọi người luôn. Chính bản thân em đã đi xem một cái trại chó. Trại chó Rottweiler của một cái thằng mà ngày trước em nói thẳng là em ghét thằng đấy cho nên em nói là thằng. Đấy, của một cái thằng bạn ngày trước chơi làm với em. Ngày trước con Rottweiler mới về Việt Nam nhé. Cái thời điểm lan đỉnh điểm, kiếm tiền từ lan rất là dễ. Nó mở một cái trại Rottweiler. Đấy, xin phép không nói địa điểm và không nói đến chỗ ở, không nhiều người biết, nhiều người lại đi uống cà phê cà pháo lại châm chọc trêu tức nó, là nó lại rủa em chết. Nó thấy người ta, nó đi ra Bắc, đi xuống Đắk Lắk, thấy người ta nuôi Rottweiler và nhập Rottweiler, cho Rottweiler phối ở Việt Nam, đi ra F1 ở Việt Nam. Nó chê mấy anh em kia. Và cái con Rottweiler thật sự là một cái con cũng dễ nuôi nhá. Đấy, nó ăn uống nó cũng rất là không kén chọn đâu. Sau rồi rất nhiều người thành công với con chó Rottweiler. Đấy, bắt đầu nó mở trại. Nó mở trại và nó nói, nó làm kênh rồi nó nói những cái người mà đi trước ấy không ra một cái gì luôn. Có nghĩa là không tôn trọng. Và mới đầu tiên, bước đầu tiên là 3 tháng sau khi thành lập trại, nó nhập tổng cộng là 5 cặp chó giống từ nước ngoài về. 5 cặp đấy mỗi cặp 250 triệu một cặp. Đấy. Sau này ở Việt Nam nó đi từ Bắc chí Nam, nó sưu tầm thêm 5 cặp nữa, mỗi cặp rơi vào 80 triệu một cặp. Đấy, bắt đầu về nuôi, về chăm sóc. Đấy, thuê cả thú y nọ thú y kia. Đấy, về để bảo quản để chăm sóc. Đẻ lứa đầu tiên, trong vòng 1 năm đẻ lứa đầu tiên, tại vì nó đầu tư toàn chó to. Đẻ rồi là tất cả những cái con lên giống.
và trại của nó chỉ ổn định trong vòng 10 tháng. Sau 10 tháng đó bắt đầu là bệnh tật. Đấy, bệnh tật bắt đầu lây lan, bắt đầu là cái thằng thú y kia nó cũng kém. Đấy, em nói với mọi người nhé, thú y ấy, thú y bán thuốc khác nhé. Bán thuốc ở một cửa hàng thú y nó khác, và thú y chuyên chữa bệnh cho con chó nó lại khác nhá. Một thú y chuyên chữa bệnh cho chó là khác này, thú y chuyên chữa bệnh cho mèo là khác này. Đấy, người nào người ta giỏi về cái lĩnh vực nào thì người ta giỏi ở một cái bên lĩnh vực đó thôi, chứ không phải là thú y người ta bán tràn lan các loại thuốc thì người ta sẽ bắt bệnh các loại thuốc đó thôi, chứ còn người ta không hiểu gì về con chó, về cơ địa, về các kiểu giống chó. Đấy, cho nên là bây giờ đến chính bản thân em đây đi mua thuốc ở ngoài cửa hàng thú y, ở một cái chỗ mà mối ruột của em, cái chị đấy chị còn nói rằng là chị không bao giờ bằng mày được. Đấy, sau một thời gian 10 tháng các cô chú anh chị em biết không, nó bị Carrea Bravo và nó không biết, và cái thằng thú y đấy nó cũng không biết luôn, nó chỉ vào thăm khám rồi là nó truyền nước rồi nó làm lung tung beng và cũng có chết. Ban đầu nó cũng có chết đâu là mười mấy con chó con ấy, nó rơi vào tầm 2-3 tháng. Đấy, xong rồi bắt đầu nó lây lan ra, thằng kia không chịu nổi, thằng thú y không chịu nổi, bỏ chạy. Thằng này mới mời thú y ở trên Đà Lạt xuống. Đấy, từ Đà Lạt nó chạy xuống, bắt đầu nó bắt bệnh, nó thử hết một loạt, đều bị Carrea Bravo mà bị truyền nhiễm nặng luôn. Và nó bắt là xịt tẩy rửa chuồng trại, tắm rửa, bắt đầu cho vào chó lồng úm như thế này. Đấy, bắt đầu là truyền nước, truyền dịch, rồi là tiêm kháng sinh, nhưng mà cuối cùng tiêm không nổi. Cả một trại đẻ ra cả hơn gần 100 con chó con, rồi là những cái con chó to, bao nhiêu những con chó to chết sạch một loạt luôn, lác đác còn lại vài con. Đấy, tốn bao nhiêu tỷ đồng mọi người biết rồi đấy. Riêng 5 cái cặp chó to của nó nhập từ nước ngoài về nhé, nó cứ tưởng là chó nhập từ nước ngoài về là đẳng cấp, chó nhập từ nước ngoài về là ngon lành, chó nhập từ nước ngoài về là ta sẽ cạnh tranh được với chó ở trong bản địa của Việt Nam và trong cái giới chơi chó Rottweiler ở Việt Nam. 250 triệu một cặp, nhập 5 cặp chết sạch 5 cặp đấy luôn, sốc khí hậu, vừa bị sốc khí hậu vừa truyền nhiễm luôn. Mà 5 cặp nhập ở nước ngoài về chưa đẻ được một cặp nào, nhưng 5 cặp nhập ở Việt Nam nó đã đẻ ra. Đấy, mà Rottweiler đẻ rất sai nha các cô chú anh chị em. Đấy, đợt đấy em lên là có con nó đẻ 11 con. Đó, thì mọi người tưởng tượng xem 5 cặp đấy nó đẻ ra ít nhất cũng rơi vào khoảng tầm 50 con chó, chứ không phải ít. Đấy, ngót nghét 50 con chó luôn, có khi còn hơn đấy. Mà nó chết như ngả dạ luôn, mà con chó Rottweiler nó cực kỳ to. Mà cuối cùng là một số là chôn, còn một số là nói chung là bán cho cầy tơ 7 món. Đấy, người ta chế biến thế nào thì em không biết được. Thì mọi người phải hiểu rằng là nó mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một cái ngành nghề nó có một cái khó khác nhau. Mà cái khó ở đây ấy, cho dù là khó bình thường hay khó đơn giản hay là quá khó, thì nó cũng có một cái vết thương chí mạng của nó. Em nói thật, kể cả ngành chó bản địa này, nhiều người ảo tưởng, nhiều người đầu tư và nhiều người bị những các bệnh truyền nhiễm và chết rất nhiều chó, chứ không phải không đâu. Mà chết thì người ta không phô bày, phô diễn cho các cô chú anh chị em đâu. Chỉ có em đây này, em chia sẻ thẳng ở cái video, nhiều, rất nhiều video hàng năm em chia sẻ rồi. Mỗi một năm em chết phải cả bao nhiêu con chó, không đến vài chục con chó đâu, nhưng nó phải, riêng là năm nào ít ấy, phải 5 con, năm nào nhiều nó phải từng tầm từ chục con. Không bị bệnh này thì bệnh kia. Đấy, bệnh Carrea Bravo thì không có, nhưng riêng về ba cái loại bệnh như là rắn cắn này, nhất là cái bọn rắn cắn, tại vì bọn này nó sung, nó hay ra vườn, nó săn bắt, nó hái lượm các kiểu, là nó hay bị rắn cắn, rắn rết cắn này, bọ cạp cắn này, rồi là những cái bệnh hắt hơi sỏ mũi mà mình không quan tâm đến nó ấy. Nó bị viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi nặng là không thể cứu được. Đấy, nó cứ gầy mòn là nó chết. Đấy, thì các cô chú anh chị em đấy bảo là dễ dàng thì mọi người cứ thử mà xem thì mọi người mới biết được, chứ còn đam mê ấy, mà để lời lãi mà để phát triển ấy, thì nó chỉ ở một cái mức độ cân bằng hoặc là chút đỉnh thôi, chứ không bao giờ có nhiều. Cho nên là mọi người hãy nhớ rằng ấy, là khi mà bán chó thì em luôn luôn đưa ra cho các cô chú anh chị em những cái giá nó hời, nó mềm để mọi người tiếp cận, để mọi người quảng bá cho em. Thật sự trong quãng thời gian này chỉ có bán cầm chừng, rồi là bán lỗ bán lãi,
Lời là lời cái gì? Lời tình cảm. Lời gọi là giao tiếp, lời tình cảm, lời mối quan hệ, lời đi lại sau này. Thế thôi. Chứ không, không có cái việc là lời lãi gì ở đây cả. Còn cái hướng đi nào ở cái thời điểm hiện tại thì tốt nhất các cô chú anh chị em nên cần phải dè chừng. Mọi người cần đầu tư, mọi người muốn thì mọi người cứ mua những cái cặp nào nó tốt trước để mọi người nuôi thử nghiệm đi. Mọi người hiểu về nó đi, mọi người bị những trong thời gian mọi người nuôi mọi người bị những cái bệnh gì, mọi người khắc phục đi, mọi người học hỏi cái bệnh đó đi. Đấy, rồi mọi người sau này có thời gian, sau này xã hội nó bắt đầu là kinh tế nó lên một tí, mình bắt đầu mình đầu tư thì lúc đó cái nguồn tiền ở xã hội nó có, thì anh em người ta sẵn sàng bỏ những cái đồng tiền ra, người ta mua vui, người ta mua cái thú vui này để người ta chơi thì mình phát triển được. Chứ còn trong thời gian này rất chậm. Còn các quý anh chị em nào nghĩ sao hay là bán được hay như nào em không biết, nhưng bây giờ em cũng đã giải quyết được cái vấn đề của em rồi. Đấy. Mọi người bảo là em thì nếu mà em tập trung bán thì rất là nhanh, hoặc là em bán mối thì cực kỳ nhanh. Mối thì ngoài cái việc nó ép giá ra thì nó sẽ bắt rất là nhiều cho mình. Đấy, nhưng mà nó tội một cái là khi mà mình đã sàng lọc nguồn gen ấy, thì mình lại muốn chia sẻ cho các cô chú anh chị em để quảng bá cái nguồn gen của cái trại của mình thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hay hơn. Tuy là bán lẻ nó sẽ chậm hơn khoảng một vài tuần, một vài tháng, nhưng mà thật sự khi mà mọi người cầm được những con chó chất lượng, mọi người sẽ thấy rằng cái tâm tư nguyện vọng và cái tâm huyết của chủ trại nó như thế nào. Đấy. Rồi, video xin chia sẻ với các cô chú anh chị em một xíu về những cái vấn đề khó khăn như thế để cho mọi người hiểu. Còn chó to hay chó con thì chất lượng em bảo hành như thế nào thì em sẽ thực hiện đúng như thế cho các cô chú anh chị em. Rồi, video xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.